bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Diddy gào thét từ nhà tù, đăng đàn về con gái, luật sư yêu cầu một điều sốc. Theo đó, trong một lá thư gửi cho thẩm phán tòa liên bang Manhattan, nhóm luật sư của Diddy lập luận rằng thân chủ của mình cần biết tên của những người bị hại cáo buộc để có thể chuẩn bị đầy đủ cho phiên tòa xét xử vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 tới đây. Bức thư có đoạn, trường hợp lần này có thể nói là độc nhất vô nhị. Họ cho biết trong số những người đưa ra kháng cáo, chắc chắn sẽ có những người cáo buộc thân chủ của mình vì ông là người nổi tiếng, có địa vị và giàu có, cộng với các thông tin đã được tung ra trong một âm mưu có hệ thống. Điều này đã dẫn đến một loạt các cáo buộc từ những người khiếu nại không xác định, chạy dài từ sai sự thật đến hoàn toàn vô lý. Động thái này dường như ám chỉ đến vụ kiện ngày 16 tháng 11 năm 2023 do bạn gái cũ của Combs, ca sĩ Casey Ventura đệ đơn. Cáo buộc nam rapper về tội ngược đãi thể xác và buôn bán hành vi nhạy cảm. Mặc dù vụ kiện đã được giải quyết vào ngày hôm sau, nhưng nó đã gây ra một làn sóng hành động pháp lý chống lại Combs từ những người phụ nữ và đàn ông đã phải chịu sự cưỡng bức tương tự. Trong lá thư trên, luật sư của Combs cũng lưu ý về 6 vụ kiện liên quan hành vi nhạy cảm bổ sung được đệ trình vào thứ hai tuần này bởi những người tố ẩn danh. Họ viết luật sư của những người tố này gần đây đã tổ chức một cuộc họp báo mà tại đó ông ta tuyên bố đại diện cho 120 thân chủ và đưa ra những cáo buộc vô lý để gây tổn hại sâu sắc. Các luật sư tiếp tục, những lời phán này xuất hiện sau hơn một chục vụ kiện đã được đệ trình trước đó và đang chờ xử lý. Một số trong số đó đã được chứng minh là vu khống, nhưng không thể phủ nhận đã gây ra những tổn hại về nhân cách và danh tiếng của thân chủ chúng tôi. Chúng đã tạo ra một trò hề truyền thông, cuồng loạn và nếu không được kiểm soát, chúng sẽ tước đoạt quyền được xét xử công bằng của ông Combs như trong trường hợp nếu chưa từng xuất hiện. Combs, người đã bị Bộ An ninh Nội địa bắt giữ tại Manhattan vào ngày 16 tháng 9, đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan về tội buôn bán hành động nhạy cảm và tống tiền. Hiện tại, bị cáo đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York. Ngày 16 tháng 10, tài khoản Instagram của Diddy, Sean Combs bất ngờ được cập nhật với dòng trạng thái mới. Bài đăng không liên quan đến rắc rối pháp lý mà ông trùm đang gặp phải, thay vào đó tập trung vào con gái út, bé Love. Dòng trạng thái sử dụng các từ trong ca khúc quen thuộc Happy Birthday to You để chúc mừng bé Love tròn 2 tuổi. Kèm theo đó là những hình ảnh về hai cha con. Theo Daily Mail, Love là con gái Diddy có với bạn gái cũ, Dana Chen, đồng thời là con út trong số 7 đứa trẻ của ông trùm hip-hop. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday baby love, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Love Sean Combs, cha yêu con, Diddy viết. Điều khiến cư dân mạng thắc mắc là Diddy đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York, Mỹ. Sao có thể truy cập Internet? Không ít người nghi vấn rapper sinh năm 1969 được biệt đãi trong nhà tù. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng tài khoản mạng xã hội của ngôi sao thường được trợ lý hoặc người thân cận quản lý và thay mặt đăng tải những thông tin quan trọng cũng như dịp đặc biệt. Khán giả bình luận, anh ta vẫn được bài trên mạng xã hội, mặc dù đáng lẽ phải bị tước mất quyền tự do, anh ta có Internet trong nhà tù, đó là một loại khách sạn. Đối với những ai chưa biết, tù nhân được sử dụng máy tính bảng để gọi ra ngoài. Nhà tù ngày nay có vẻ giống trường nội trú dành cho những kẻ gây rối hơn, không còn hình phạt nữa. Hệ thống này là một trò đùa. Tôi cho rằng trợ lý cá nhân hoặc người phụ trách tài khoản mạng xã hội của ông ta là người đã đăng tin nhắn này. Anh ta không phải người đăng nó. Dù có đăng thông qua tay sai của mình, hắn ta không nên làm vậy. Có lẽ là một chiêu trò PR của đội nhóm anh ta để ám chỉ anh ta là người đàn ông tốt, yêu thương con gái.